diễn viên Kiều Anh nhận cúp vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu 2023. Diễn viên Kiều Anh hạnh phúc với giải diễn viên truyền hình nổi bật của năm tại lễ vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Kiều Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia lễ vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn hóa Thể thao Du lịch, chủ trì diễn ra tại Bắc Giang. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện bộ trang phục theo phong cách công chúa lộng lẫy, do stylist Khúc Mạnh Quân chuẩn bị. Thiết kế là một sản phẩm giới hạn, có tông hồng ngọt ngào trên nền chất liệu lưới, đính kết thủ công hàng nghìn viên cường và pha lê. Trên sân khấu lễ vinh danh, Kiều Anh được nhận cúp diễn viên truyền hình nổi bật của năm nhờ vai diễn nàng dâu cam chịu và có cuộc sống nhiều bất hạnh trong gia đình mình vui bất thình lình. Nữ diễn viên cho biết cô thấy bất ngờ và hạnh phúc khi sự cố gắng của mình được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh nhấn mạnh, giải thưởng này sẽ là động lực to lớn và bản thân cô sẽ nỗ lực hơn nữa cho sự nghiệp của mình trong tương lai. Trong những tháng đảm nhiệm vai diễn, Kiều Anh từng nhiều lần stress vì vai Phương quá nặng nề. Có những giai đoạn cô tạm ngừng hết công việc, chỉ toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng cảm xúc để thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn. Trước đó tại lễ trao giải VTV Award, Kiều Anh cũng chiến thắng nữ diễn viên ấn tượng cho vai chị Phương. Kiều Anh nói đây là niềm vui nhân đôi của cô khi liên tiếp đón nhận những giải thưởng cho vai diễn. Suốt 8 tháng làm việc cùng bộ phim, tôi đã có ký ức thật đẹp. Tôi sẽ trân trọng và luôn ghi nhớ quãng thời gian đó. Khi vào vai, tôi chỉ biết cố gắng và cống hiến hết mình, cố gắng chắc chiêu cảm xúc để những phân đoạn của Phương được tốt nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể đoạt nhiều giải thưởng như vậy. Có được sự công nhận đó, tôi đặc biệt biết ơn khán giả rất nhiều, Kiều Anh chia sẻ. Kiều Anh nói cô may mắn khi nhận được những giải thưởng lớn vì bản thân chỉ là một phần nhỏ trong ekip đoàn phim luôn rất vất vả và cố gắng. Nếu như không có sự tận tâm, tâm lý của hai đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Đức Hiếu cùng cả ekip, tôi đã không thể có một vai Phương trọn vẹn như vậy, Kiều Anh bày tỏ. Nhìn lại năm 2023, Kiều Anh hạnh phúc khi những mục tiêu của cô đều hoàn thành. Những giải thưởng trong lĩnh vực chuyên môn là động lực để nữ diễn viên tiếp tục cống hiến, cố gắng cho nghệ thuật với sự yêu nghề. Bền bỉ để có thêm nhiều vai diễn để đời sau hơn 20 năm làm nghề. Bên cạnh việc đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, Kiều Anh còn mong muốn tiếp tục tham gia những chương trình vì cộng đồng, cống hiến cho xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa, điều mà Kiều Anh luôn thực hiện trong suốt những năm qua. Sau thành công của Gia đình mình vui bất thình lình, Kiều Anh nói cô chưa vội quay lại với phim ảnh. Nữ diễn viên muốn dành thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm những cảm xúc mới cho vai diễn, đồng thời nghiên cứu các kịch bản phù hợp để tiếp tục tạo dấu ấn. Bên cạnh đó, thời gian này, cô cũng dồn tâm sức vào trung tâm nghệ thuật do mình sáng lập. Kiều Anh cho biết cô đồng hành cùng đội ngũ trưởng bộ môn tâm huyết và dày dặn chuyên môn như nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng, nhạc sĩ Dương Trường Giang, siêu mẫu Hà Vi để giúp trẻ em được thỏa ước mơ sáng tạo, phát triển năng khiếu trên đa lĩnh vực. Tôi luôn tin rằng trẻ em là thế hệ tương lai. Hơn cả việc giúp các em giảm stress, phát huy khả năng sẵn có, bồi dưỡng tư duy, những buổi học nghệ thuật có thể giúp các em định hướng nghề nghiệp, từ đó đào tạo nên một thế hệ mới đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà trong tương lai, Kiều Anh cho biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.